师傅阿姨们好，请大家跟我一起学习中文吧。陈老师và bé Trung Việt xin chào tất cả các bạn. Hôm qua thì các bạn vừa xem video tập 1 của Trần Lao Sư và bé Trung Việt dạy về những từ vựng tiếng Trung mà chúng ta chỉ cần nghe là có thể đoán được nghĩa hoặc nghe rằng một lần là sẽ nhớ ngay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu đọc nhé. Khai sử. Không trung. Không trung. Không là không, trung là trung, không trung là không trung. Từ tiếp theo. Không gian, không gian. Không là không, gian là gian, không gian là không gian. Tiếp theo. Không khí, không khí. Chỉ là khí, không chỉ là không khí. Tiếp theo. Hàng không, hàng không. Hàng là hàng, không là không, hàng không là hàng không. Tiếp theo. Việt Nam hàng không công ty. Việt Nam hàng không công ty. Việt Nam, Việt Nam, hàng không, hàng không, công ty, công ty. Việt Nam hàng không công ty, công ty hàng không Việt Nam, tức là công ty Việt Nam Airlines. Tiếp theo. Cân bẩn, cân bẩn. Cân bẩn, cân là căn, bẩn là bản, cân bẩn là căn bản. Tiếp theo. Cân chữ, cân chữ. Chỉ là cứ, cân chỉ là căn cứ. Tiếp theo. Chứng chỉ, chứng chỉ. Chứng là chứng, chỉ là cứ, chứng chỉ, chứng cứ. Ví dụ, của mấy hiểu chứng chỉ. Tôi không có chứng cứ. Tiếp theo. Liễu mắng, liễu mắng. Liễu là lưu, mắng là manh, liễu mắng là lưu manh, tức là lưu manh hoặc kẻ xấu. Tiếp theo. Xóa liễu mắng. Xóa liễu mắng. Xóa là giở trò gì đó. Xóa liễu mắng là giở trò lưu manh. Tiếp theo. Xung sầu. Xung sầu. Xung là hung, sầu là thủ. Xung sầu, hung thủ. Tiếp theo. Xung ưa. Xung ưa. Xung là hung, ưa là ác. Xung ưa là hung ác. Tiếp theo. Ưa ý, ưa ý. Ưa là ác, ý là ý. Ưa ý, ác ý. Tiếp theo. Mãn ý, mãn ý. Mãn là mãn, ý là ý. Mãn ý, mãn ý, tức là hài lòng. Tiếp theo. Ý đà lì, ý đà lì. Ý đà lì, theo âm Hàn Việt là ý đại lợi, tức là nước Ý. Tiếp theo. Mì mì vũ khí. Mì mì vũ khí. Mì mì là bí mật. Vũ khí là vũ khí. Mì mì vũ khí. Vũ khí bí mật. Tiếp theo. Đội ngũ. Đội ngũ. Đội là đội. Ngũ là ngũ. Đội ngũ là đội ngũ. Tiếp theo. Gia ru. Gia ru. Gia là gia. Ru là nhập. Gia ru là gia nhập. Ví dụ. Hoan nghênh nǐ jiā rù wǒ men de duì wǔ. Hoan nghênh nǐ, hoan nghênh bạn, jiā rù gia nhập, wǒ men de duì wǔ, đội ngũ của chúng tôi. Xin lỗi. Hoan nghênh nǐ jiā rù wǒ men de duì wǔ. Ok, xin xie. Tiếp theo. Bù duì, bù duì. Bù là bộ, duì là đội, bù duì là bộ đội. Tiếp theo. Duì yuán, duì yuán. Đội là đội, yuán là viên, đội yuán là đội viên. Tiếp theo. Hội yuán, hội yuán. Hội là hội, yuán là viên, hội yuán là hội viên. Tiếp theo. Hội yuán khả, hội yuán khả. Hội yuán là hội viên, khả là thẻ, hội yuán khả là thẻ hội viên. Tiếp theo. Yến hàng khả, yến hàng khả. Yến hàng là ngân hàng. Yên hàng khả là thẻ ngân hàng. Tiếp theo. Yuán yên, yuán yên. Yuán là nguyên, yên là nhân. Yuán yên là nguyên nhân. Tiếp theo. Chủ yếu, chủ yếu. Chủ là chủ, yếu là yếu. Chủ yếu là chủ yếu. Tiếp theo. Chủ yếu yuán yên, chủ yếu yuán yên. Chủ yếu, chủ yếu, nguyên nhân,
Chủ yếu nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu. Tiếp theo. Nguyên dầu, nguyên dầu. Nguyên là nguyên, dầu là do, nguyên dầu là nguyên do. Tiếp theo. Thảo nguyên, thảo nguyên. Thảo là thảo, nguyên là nguyên, thảo nguyên là thảo nguyên. Tiếp theo. Hy vọng, hy vọng. Si là hy, vọng là vọng, hy vọng là hy vọng. Tiếp theo. Xi la, xi la. Si là hy, la là lạc, si la là hy lạc. Tiếp theo. Tứ cao vọng trọng, tứ cao vọng trọng. Tứ là đức, cao là cao, vọng là vọng, trọng là trọng. Tứ cao vọng trọng, đức cao vọng trọng. Tiếp theo. Chuế vọng, chuế vọng. Chuế là tuyệt, vọng là vọng, chuế vọng là tuyệt vọng. Tiếp theo. Sư vọng, sư vọng. Sư là thất, vọng là vọng, sư vọng, thất vọng. Tiếp theo. Vọng yuán jìng, vọng yuán jìng. Vọng là vọng, yuán là viễn, jìng là kính. Vọng yuán jìng là kính viễn vọng. Tiếp theo. Chuế trao, chuế trao. Chuế là tuyệt, trao là chiêu, chuế trao là tuyệt chiêu. Tiếp theo. Trao sinh, trao sinh. Trao là chiêu, sinh là sinh, trao sinh là chiêu sinh. Tiếp theo. Chuế tuệ, chuế tuệ. Chuế là tuyệt, tuệ là đối, chuế tuệ là tuyệt đối. Tân xem mama, vừa xin xuống. Tiếp theo. Chỉa chuế, chỉa chuế. Chỉa là giải, chuế là quyết, chỉa chuế là giải quyết. Tiếp theo. Vấn đề, vấn đề. 我继续讲一个细节，这个问的声音要大一点。 问题, 问 là vấn, 题 là đề, 问题 là vấn đề. Tiếp theo. 经济, 经济. 经 là kinh, 济 là tế, 经济 là kinh tế. Tiếp theo. 解决经济问题, 解决经济问题. 解决, giải quyết. 经济 là kinh tế, 问题 là vấn đề, 经济 vấn đề, vấn đề kinh tế. 解决, 经济 vấn đề, giải quyết vấn đề kinh tế. Tiếp theo. 决定, 决定. 决 là quyết, 定 là định, 决定 là quyết định. Tiếp theo. 决斗, 决斗. 决 là quyết, 斗 là đấu, 决斗 là quyết đấu. Tiếp theo. 斗争, 斗争. Tâu là đấu, chân là tranh. Tâu chân là đấu tranh. Tiếp theo. Mi chuế, mi chuế. Mi là bí, chuế là quyết. Mi chuế là bí quyết. Từ tiếp theo. Mi mi, mi mi. Mi mi là bí mật. Tiếp theo. Chi su, chi su. Chi là kỹ, su là thuật. Chi su là kỹ thuật. Tiếp theo. 技能, 技能. 技 là kỹ, 能 là năng, 技能 là kỹ năng. Tiếp theo. 技巧, 技巧. 技巧, 技 là kỹ, 巧 là xảo, 技巧 là kỹ xảo. Tiếp theo. 技工, 技工. 技 trong từ 技术 là kỹ thuật, 工 trong từ 工人 là công nhân, 技工 là công nhân kỹ thuật. Tiếp theo. 杂技, 杂技. Giá là tạp, chi là kỹ, giá chi là tạp kỹ, tức là xiếc. Tiếp theo. Giá hộ, giá hộ. Giá là tạp, hộ là khóa, giá hộ là tạp khóa. Tiếp theo. Giá hộ điện, giá hộ điện. Giá hộ là tạp khóa, điện là cửa hàng, âm bên là điếm, tức là cửa hàng. Giá hộ điện, cửa hàng tạp khóa. Tiếp theo. Phụ giá, phụ giá. Phụ là phức, giá là tạp, phụ giá là phức tạp. Ví dụ chưa có vấn thì hỏi phụ giá. Vấn đề này rất là phức tạp. Tiếp theo. Giá in, giá in. Giá là tạp, in là âm, giá in là tạp âm. Chưa hiểu anh đi đẹp chứ mẹ. Tiếp theo. Sông in, sông in. Sông là thanh, in là âm. Sông in theo âm Hán Việt là thanh âm, còn tiếng Việt mình thì là từ âm thanh. Tiếp theo.
Thảo yào, thảo yào. Thảo là thảo, tức là cỏ. Yào là dược, tức là thuốc. Thảo yào là thảo dược. Tiếp theo. Xiao quả, xiao quả. Xiao là hiệu, quả là quả. Xiao quả là hiệu quả. Ví dụ, mấy hiệu xiao quả là không có hiệu quả. Tiếp theo. Xiao lư, xiao lư. Xiao là hiệu, lư là suất. Xiao lư là hiệu suất. Ví dụ, công tác hiệu suất, công tác hiệu suất, công tác làm việc hoặc công việc, hiệu suất hiệu suất, công tác hiệu suất hiệu suất làm việc. Tiếp theo, hiệu hiệu, hiệu hiệu, hiệu âm bên là dược tức là thuốc, hiệu nghĩa là hiệu tức là hiệu quả, hiệu hiệu là hiệu quả của thuốc. Thưa các bạn, bài học của chúng ta ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Trần Lão Sư và Hoàng Trung Nghê, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phải chẳng cảm xe ta. Cảm xe ta cha đã quan khăn. Họ, bye bye, chào chào. Bye bye. Đừng ý xạo. Họ, thiên. Tôi chẳng khăn chẳng sang chi đa sư phình đa lưu lượng. Ồ, ok. Thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và rất nhiệt tình ủng hộ Trần Lão Sư cũng như là bé Vương Trung Việt. Và Trần Lão Sư tiện đây thì muốn có một vài lời nhỏ nhỏ chia sẻ với các bạn. Đó là bé Trung Việt thì còn rất là nhỏ và còn rất là ngây thơ. Mỗi một khi có video up lên thì bạn ấy ngày hôm sau bạn ấy sẽ hỏi Trần Lão Sư là được bao nhiêu like, có bao nhiêu người bình luận, các cô các chú nói như thế nào, các cô các chú có thích con dạy không? Và thông qua video này thì Trần Lão Sư muốn nhờ các bạn một chút. Các bạn hy vọng là các bạn sẽ bấm like và để lại những bình luận để cho bé Trung Việt cảm thấy thích thú hơn với công việc chia sẻ kiến thức tiếng Trung với các cô các chú nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những bài học sau nhé. Bye bye!